theo thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 0 giờ 45 phút ngày 7 tháng 10, một trận động đất có độ lớn 2,9 xảy ra tại khu vực huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Các trận động đất tiếp theo xảy ra vào lúc 1 giờ 19, 1 giờ 37, 1 giờ 37, 1 giờ 38 và 1 giờ 39 cùng ngày. Độ lớn của các trận động đất lần lượt là 3,5, 3,2, 3,1, 2,7 và 2,6 Richter. Tất cả 6 trận động đất đều xảy ra tại khu vực huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đáng chú ý là có những trận động đất chỉ diễn ra cách nhau khoảng hơn 30 giây. Hiện Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi về những trận động đất tại khu vực này. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã chủ trì buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với các cán bộ, công nhân và người lao động tại cụm công nghiệp Phát Chi thuộc xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cũng đã trao hàng chục suất quà cho cán bộ, công nhân và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn tại địa phương. Các cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động của cụm công nghiệp Phát Chi xoay quanh dự án luật việc làm sửa đổi như cần nghiên cứu quy định rõ trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thu hồi tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm thất nghiệp. Đề nghị nghiên cứu tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng từ 60 lên 75% để phù hợp với quy định mức tối đa hưởng lương hưu, đồng thời giúp người lao động thất nghiệp duy trì cuộc sống, có điều kiện tìm việc làm mới, quay trở lại thị trường lao động. Ngoài ra, các cử tri cũng mong muốn nhà nước xem xét đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân lao động và nhà ở xã hội bán giá thấp, bán trả góp cho công nhân lao động dễ dàng tiếp cận. Nhân dịp này, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cũng đã trao tặng 30 suất quà cho công nhân lao động cụm công nghiệp Phát Chi Trạm Hành có hoàn cảnh khó khăn, trao 20 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc. Tại buổi tiếp xúc cử tri kiến nghị các cấp có giải pháp đưa thanh long tiếp tục được tiêu thụ tại các thị trường, ổn định tâm lý sản xuất, canh tác cho nhân dân. Thời gian qua, đầu ra bấp bênh, khó khăn dẫn tới tình trạng nhân dân chặt bỏ cây thanh long để chuyển sang các loại cây trồng khác. Cử tri đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục có định hướng các loại cây trồng, vật nuôi để nông dân chuyển đổi. Liên quan đến việc khám chữa bệnh, cử tri phản ánh tình trạng xuống cấp tại bệnh viện tỉnh, thuốc bảo hiểm y tế cũng còn hạn chế. Cử tri cũng kiến nghị các cấp chính quyền cần quan tâm nạo vét các tuyến kênh mương, thủy lợi để hạn chế tình trạng ngập cục bộ khi có mưa lũ. Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển hơn 500 kg pháo nổ qua biên giới từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo. Sáng ngày 6 tháng 10, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ đối tượng Vũ Đức Dương, sinh năm 1985, ở xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 34H03752, kéo theo rơ móc biển kiểm soát 34R04981, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, vận chuyển trái phép khoảng 555 kg pháo hoa nổ các loại. Đối tượng Dương khai nhận vận chuyển số pháo trên về Việt Nam để tiêu thụ. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 7 năm, 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, khai mạc trưng bày tài liệu lưu trữ về Hà Nội và những cửa ô, qua đó giới thiệu tới các du khách lịch sử của các cửa ô Hà Nội gắn với lịch sử của Thăng Long Hà Nội. Thông qua các nguồn sử liệu, các hình ảnh, bản đồ, bản vẽ, các tài liệu viết bằng ngôn ngữ Hán Nôm và tiếng Pháp được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, trưng bày Hà Nội và những cửa ô đã tái hiện lịch sử của các cửa ô Hà Nội, cung cấp một góc nhìn trực quan, sinh động nhất về các hoạt động đời sống xã hội xung quanh các cửa ô và sự biến mất của hầu hết các cửa ô vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Hình ảnh về các cửa ô xưa của Hà Nội thì nó là ký ức lịch sử. Và tôi quan niệm đây là cột mốc văn hóa trong lòng người. Một lần nữa, nó đang nằm im trong cái tủ bảo quản của Trung tâm Lưu trữ thì nó lại được hiện diện trong đời sống xã hội. Trưng bày lần này mang tới cho công chúng gần 170 tài liệu,
trong đó có những tài liệu lần đầu được ra mắt công chúng và được thể hiện theo ba chủ đề xuyên suốt. Đó là cửa ô xưa, kể câu chuyện về lịch sử hình thành; cửa ô chiến thắng, kể câu chuyện về sự kiện tiếp quản thủ đô tháng 10 năm 1954; và cửa ô Hà Nội hôm nay, kể câu chuyện về sự đổi thay, phát triển của Hà Nội. Khi về tiếp quản của Hà Nội thì năm cửa ô đã rộng mở đón chào những chiến sĩ từ ở vùng biên giới về để giải phóng thủ đô và tiếp quản thủ đô và xây dựng thủ đô của chúng ta cho đến ngày nay rất là đẹp. Chúng tôi sinh năm 55, 54, 55, 56. Ở cái lúc đấy thì nó vẫn còn là cái gì nó cảm động lắm. Vì nó gắn với lại cái đoàn quân tiến vào. Rồi nó gắn với lại một trong năm cửa ô nơi giao thương của các cái thuyền bè qua lại. Nhưng bây giờ ô Quan Trường thì khác lắm rồi. Cửa ô, một kiến trúc tuy nhỏ bé trong tổng thể các công trình kiến trúc nổi tiếng của Hà Nội qua nhiều thời kỳ lịch sử, nhưng lại lưu giữ trong mình rất nhiều những ký ức của Hà Nội gom góp qua nhiều lĩnh vực, từ kinh tế chính trị tới đời sống xã hội văn hóa. Sự hiện diện của cửa ô trong đời sống hôm nay vẫn rất gần gũi, thân thương, nhưng đó cũng là một lời nhắc nhớ con cháu về quá khứ vàng son của cha ông, để từ đó thêm trân trọng thành quả của hiện tại, tạo động lực để xây dựng tương lai ngày càng phát triển hơn. Việc phát triển năng lượng nói chung và chuyển dịch năng lượng nói riêng gắn liền với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực. Hiện nhiều trường đại học, cao đẳng nghề ở Việt Nam đã và đang tham gia vào đào tạo sinh viên ngành học liên quan đến năng lượng tái tạo. Đối với cái đơn vị làm cái công tác đào tạo như chúng tôi thì chúng tôi xác định rằng là cái việc đào tạo nó luôn đi sâu cái công nghệ, và chúng tôi đang cố gắng làm sao để kéo dần cái khoảng cách giữa đào tạo và cái sự phát triển của khoa học và công nghệ. Chính thức đưa ngành năng lượng tái tạo vào chương trình đào tạo từ năm 2021, đến nay, Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận đã triển khai nhiều hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức. Những hoạt động này nhằm tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp cận với những công việc đúng chuyên môn và phù hợp với năng lực của bản thân trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Để phát huy hiệu quả nguồn nhân lực năng lượng tái tạo chất lượng cao, sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo cùng đơn vị đào tạo được xem là yếu tố then chốt. Thì đối với hành trạm thì chúng tôi có lực lượng cán bộ nhân viên đã được các cái điều độ miền đào tạo và cấp chứng chỉ trưởng ca cũng như điều hành viên. Hiện nay thì các bạn cũng đã đáp ứng rất là tốt việc đưa lên lưới các cái trạm biến áp từ năng lượng tái tạo. Chuyển dịch năng lượng nghĩa là chuyển dịch rất nhiều sang công nghệ mới mà Việt Nam hiện nay chưa có. Trong cái thị trường điện của Việt Nam thì đã có điện gió, điện mặt trời, những cái công nghệ mà cũng đã khá quen thuộc trên thế giới. Việt Nam có thể có phần nào tham gia đóng góp. Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng để thu hút đầu tư phát triển ngành năng lượng tái tạo trong tương lai. Vì vậy, việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo mở ra nhiều cơ hội mới để năng lượng tái tạo tạo đà cho một bước nhảy vọt về phát triển kinh tế xã hội và môi trường.